Vạn gam màu tạo kiệt tác, vạn âm sắc tạo tuyệt phẩm, vạn giá trị kết nối, kiến tạo The Link, mảnh ghép tinh hoa của Sun Riverside Village, tâm điểm kết nối của thành phố nghỉ dưỡng ven sông, nơi hưởng chọn tinh hoa, tiềm năng và giá trị. Sự lựa chọn của chủ nhân danh giá, mảnh đất vàng kiến tạo vị thế tương lai. Với số lượng sản phẩm giới hạn, chỉ 244 căn trên tổng quy mô 14,64 ha, cùng mật độ xây dựng thấp, chỉ 25,56%. The Link mang lại không gian riêng tư, biệt lập, là biểu trưng cho đẳng cấp sống sang trọng của những chủ nhân danh giá. Phân khu bao gồm 112 căn shop house tiêu chuẩn cao cấp, 68 căn shop house art deco độc đáo, ấn tượng, 30 căn biệt thự đơn lập view sông yên bình và 34 căn biệt thự song lập hướng nội khu riêng tư. Tất cả đều là những lựa chọn đầy tiềm năng cho gia chủ, hứa hẹn một tương lai hưng thịnh cùng chất sống thăng hoa. Kế thừa vị trí đắc địa đáng mơ ước, mặt hướng sông xanh an nhiên tĩnh tại, mặt hướng những cung đường huyết mạch, đường bộ ven biển, đại lộ Nam Sông Mã, giao lộ Tây Sầm Sơn. Kết nối vạn tiềm năng với các hợp phần còn lại trong hệ sinh thái 1.260 ha Sun Group đang kiến tạo tại Sầm Sơn. Hưởng chọn tinh thần Miami nóng bỏng, phong khoáng diện mạo Little Haiti, Little Havana. The Link kết nối vạn tâm hồn đồng điệu, nơi bản ngã thăng hoa tỏa sáng. Công viên Carnival, nơi vũ điệu họa sắc nhịp sống. Tinh thần thể thao bùng cháy, mỗi ngày là lễ hội rực rỡ, gam màu tươi sáng từ ốc đảo Haiti. Công viên Rumba, Havana cuồng nhiệt gợi cảm, điệu Rumba nóng bỏng đầy rung động, nơi tự do phóng khoáng, vẽ khoảnh khắc rực rỡ đỉnh cao. Công viên Latin, khoảnh khắc âm nhạc rất lối, sắc màu Mỹ Latin tươi trẻ, biến cuộc sống thành bản nhạc rực rỡ để tâm hồn hóa nốt nhạc thăng hoa. Công viên Caribe, tuyệt tác thiên nhiên trù phú, sắc xanh kết nối mọi trái tim, nơi tâm hồn bình an tĩnh tại, tìm về mảnh ghép đời an nhiên. The Link, phân khu thừa hưởng 3 tầng tiện ích, loại cảnh quan nội khu riêng tư biệt lập, trải nghiệm đa sắc từ thành phố Sun Riverside Village, hệ sinh thái đỉnh cao mang thương hiệu Sun Group, được quản lý và vận hành bởi Sun Property Management với dịch vụ quản lý vận hành tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm công tác kỹ thuật, bảo đảm an ninh, chăm sóc khách hàng và tổ chức những hoạt động cộng đồng, đi kèm với dịch vụ giá trị gia tăng được thiết kế riêng theo yêu cầu của chủ nhân. The Link chính là biểu tượng của lối sống đẳng cấp dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tuyệt tác bất động sản xứ Thành, mảnh ghép tinh hoa kiến tạo tương lai hưng thịnh. The Link, kết nối chọn cảm xúc.